Đó, thì rất là bừa bộn những đơn hàng đóng đi bưu điện rồi. Bây giờ là bộ combo loa G4000 về với anh Phương bên Nam Từ Liêm Hà Nội. Anh Phương hết di chuyển bằng ô tô, bằng xe khách, bằng bưu điện, thì đây là di chuyển bằng phương tiện hai bánh. Đó, hiệu quả vì là đi trong phố thì đi xe máy nó tiện hơn. Bây giờ cũng 4:30 giờ cao điểm thì đi ô tô nó hơi bị kẹt, thì đi xe máy thì nó di chuyển nó nhanh hơn, thì đến nhà anh Phương được sớm hơn. Thế nên là được có bộ combo G4000 của anh Phương ngày 11 tháng 1 và bây giờ là 4:30 chiều. Đó, bên trong nhà bên em các bác thấy không ạ? Bóng tấp nập luôn. Đó, các bác nào mà có nhu cầu thì có thể đến trực tiếp 133 phố Trường Lâm, Đông Biên, Hà Nội, hoặc là gọi điện cho bên em. Đây anh Phương, anh gọi điện đấy, có hotline đấy. Thì bên em chốt đơn là bên em lên đường lắp đặt luôn cho anh Phương trong buổi chiều ngày 11 tháng 1. Đó, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho bên em để bên em tư vấn hỗ trợ nhé. Đó, dịch vụ lắp đặt tại nhà lúc nào cũng sẵn sàng. Đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm, đó, phục vụ tận tình, chu đáo để các bác yên tâm ở nhà nhấc máy lên và gọi điện. Đó, đây Viettel đến rồi đấy ạ. Đây Viettel đến rồi. Đó, thì anh Phương anh chờ nhá, một con X7 nữa, và một con X7 và bộ mic VK49 nữa. Bây giờ là quá trình di chuyển ra xe. À, bưu điện. Hôm nay khá là nhiều hàng. Đó, buổi sáng một xe, bây giờ là xe thứ hai đi ạ. Rồi, ok anh. Đó, cho hàng ra xe đi. Đấy, cho ra cho kịp. Đó, những đơn đi bưu điện đấy ạ. Kim Tuyến này đích thân bê hàng. Anh em đi hết rồi. Đó, những con đẩy liền vang X7 này. X7. Đó, những con đẩy liền vang X7. Và thấy không ạ? Rất là nhiều luôn. Đây là đi toàn combo thôi. Ngày hôm nay đi toàn combo. Súp 260P này. Súp 260P. Đây trong nhà còn hai ba khách đây ạ, hai ba khách. Đó. Các bác cứ về trước, bên em sẽ sang lắp đặt. Đó, hai ba khách đến tận nơi. Có gì bên em gọi điện nhá. Vâng. Ok. Đây những con đơn la với cách 921 này. Cách 921. Đó, với cách 921 đi rất là nhiều. Nói trước là bên em sản phẩm nào mà nhập về đều bắt mắt, đều chất lượng, đều hay, đều rẻ, các bác và anh em chọn lựa. Nó phụ thuộc vào không gian gia đình. Đó, đây là đôi với cách 720 này. Đi về Long An đấy, Long An. Là súp này. Đấy, các bác thấy không ạ? Cuối năm cái nhu cầu tăng cao, bên em làm hết công suất để phục vụ các bác chuẩn giờ, chuẩn ngày, nhận nhanh nhất, sớm nhất. Ở đây là đôi G6000 này. G6000 này. Quá nhiều luôn. Chật xe. Đây combo G6000 là cây đấy ạ. Còn đây là G4000 của anh Phương.